Thưa quý vị, các trang mạng xã hội đang dậy sống với đoạn clip bé 2 tuổi tại trường mẫu giáo Xuân Mai ở Lạng Sơn, kêu khóc đập cửa đòi vào vì bị cô giáo nhốt ngoài quấy khóc, sau đó bé đã tự nhặt nhiều thứ trong thùng rác ở bên cạnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn quan tỉnh Lạng Sơn đã cử đoàn kiểm tra vụ việc và xác minh việc này là có thật gây bức xúc dư luận trong nhân dân. Ngày 5 tháng 10, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai cho biết, hai cô giáo là Hoàng Thị Thủy và Hoàng Thanh Tâm đã bị tạm thời đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.